ngày mới mình Trung Chia xin bác xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục săn ong các bạn ơi. Đây thì mình cũng đang đứng tại núi chân núi Chì. Mình cũng thấy được một bầy ong phải ăn bông các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng chưa tìm thấy được tổ. Mới phát hiện được bầy ăn bông thôi. Đây mình quay cho các bạn xem khu vực ong phải ăn bông nhá. Mình đang đứng trong vườn su các bạn ơi. Cái hướng này thì cũng rất chi là khó thấy để nhìn ong nó lên. Nhưng mà ở đây không có bãi trống, bắt buộc phải nhìn ở trong lô su này các bạn ơi. Đây ong khoai ăn bông này. Đó, con ong khoai ăn bông. Bầy này nó xuống cũng khá là đông các bạn ơi. Đây con này thì nó ăn gần đầy rồi. Chân nó bự nha các bạn. Mình đang ra tìm hướng nhưng mà lúc nãy nó lên mấy con mà cũng rất chi là khó thấy. Thì mình cũng phát hiện được một con thì đi cái hướng trước mặt mình đây. Nhưng mà mình cũng chưa khẳng định lắm. Mình cũng đang theo dõi để xem một vài con lên xem nó có đúng là cái hướng đó các bạn ơi. Trong này thì nhìn thì rất chi là khó để mà thấy được con ong lên. Một con thì đi lên hướng trên này. À, một con thì đi hướng này các bạn ơi. Tính tỏ là khu vực này là hai tổ. Một con đi hướng trên, một con đi hướng này. Khu vực này chắc hai tổ các bạn ơi. Để mình tiếp tục mình nhìn thêm một con khác nữa. Kiểm cho nhìn cho nó chắc các bạn ơi. Nếu như ở cái bãi trống á thì có thể là mình nhìn thì nó lên rõ luôn. Ở trong này thì hơi khó nhìn. Con này thì lấy được ít phấn này. Mình muốn nhìn nó thì mình phải tìm con nào chân bự các bạn ơi. Thì mình nhìn nó mới mau đi, chứ còn mình nhìn những con mà chân nó còn ít á, chờ nó lấy được cục phấn để nó bay đi phải mất cả nửa tiếng đồng hồ á. Con này chân bự này. Trời, nó lên nhanh quá mình nhìn không ra được luôn. Thì mình tìm con nào khác đi. Nên nếu mà mình biết hướng mình sẽ đi tìm dễ hơn. Con này chân bự này các bạn ạ. Thì mình nói chung là cũng thấy sơ được hai hướng rồi. Đây, con này chân bự rồi nhá, sắp sửa lên luôn rồi. Rồi, nó bay về hướng kia con, hướng này một con, hai hướng các bạn ơi. Rồi, giờ mình tiến hành đi tìm. Hy vọng là sẽ tìm được tổ nha các bạn. Rồi các bạn ơi, ngày hôm nay là ngày thứ 2. Bữa nọ mình tìm không có thấy, hôm nay phải nhờ thêm thằng em nữa nó xuống trợ giúp để tìm khu vực này. Giờ thì mới phát hiện được tổ nó các bạn ơi. Giờ cũng đã thấy được tổ nó rồi. Nằm ở trên cây su luôn. Khu vực này thì nó rộng quá. Mình tìm thì rất chi là khó các bạn ơi. Đó, tổ ong anh em mình đã phát hiện được nha. Núi Chì nhá các bạn. Khu vực này bữa nọ mình xem nó ăn bông á. Bữa nay trợ giúp thằng em rồi mới thấy được tổ nó. Đấy thì anh em mình cũng xuống đây cũng được có một tiếng rồi. Rồi, anh em mình nắm đuốc các bạn ơi. Sao em, tổ ong này nó nằm kín không? Có em xuống thì anh giá em tổ ong này tìm cũng khá là cực đấy chứ. Có em xuống mà mọi việc là... Nói chung thì em cũng thấy anh 2-3 ngày nay cái chân nó ngứa. Không có cái chỗ ghẻ.
Nói chung là các bạn ơi, hôm nay thì cái bầy ong này thì anh ấy mình cũng tìm 2 ngày trong núi Chì rồi. Tại vì nó xuống ăn bông thì khá là mạnh nha. Nên mình cũng cố gắng lắm để tìm thấy tổ nhưng mà không thấy. Hôm nay thì có em xuống hỗ trợ thì xuống thì anh em mình đã tìm thấy tổ rồi. Đây là cây đuốc của anh em mình mới làm xong nhá. Nói chung là ngày phải bèo bèo thì cũng phải có một cây để leo các bạn ơi. Anh Trung gõ bánh tát chắc chưa chẳng đâu. Chưa, nếu mà ngày mà không có cây nào leo là cái chân nó cũng run run đấy. Nó dạng kiểu như thiếu rượu, mấy người vùng cao thiếu rượu ạ. Anh Trung về tập gõ lẻ bánh tát được ngày, thấy cũng không được ạ. Bánh tét này thì nói chung là cũng theo mình thì cũng là tạm tạm thôi, cũng chưa ăn thua cho lắm. Làm sao mà giót một giót nó dẹ cả mấy này nè. Hôm nay quận dây mình để quên nhà rồi, bây giờ phải dùng cái dây vải để lên thả mật xuống. Cho các bạn xem loại tổ ong nhá. Tổ nằm khá cao các bạn ạ. Tổ này thì nói chung là già dặn rồi, có bánh nhá. Rồi các bạn ơi, anh em mình chuẩn bị tiến hành đồ nghề lên bắt tổ ong khoái nha. Các bạn cùng chung 92 leo cây nhá. Rồi các bạn ơi, mình tiến hành lên cây nhá. Đừng có nhìn lên nhá. Đừng có nhìn lên nó bụi bay mắt ạ. Đuốc lên tới người các bạn ơi. Tụi ong có còn trên khá xa đấy. Rồi, đây gần tới tổ ong các bạn ơi. Bánh nha các bạn ơi. Một tấm voi rồi nha đôi. Một tấm voi rồi. Chấm voi các bạn ơi. Mình cắt cái đuốc rồi đấy.
quay cho các bạn xem tổ ong nhé. Là bầu mật các bạn ơi. Chấm voi à. Chung là cái tổ này cũng nhỏ. Thấy nó lấy phấn hoa mạnh nhưng mà có cùng bầy cũng nhỏ các bạn ơi. Mật này khá tuyệt vời à. Bánh đàng hoàng hết rồi. Cho các bạn quay xem bên này luôn. Bên này cũng chấm voi rồi các bạn ạ. Bít nắp hết rồi. Phấn nó ăn cũng gần hết luôn. Phấn nó ăn gần hết luôn. Ong nữa được một ít rồi. Rồi, mình tiến hành lấy mật nhé các bạn. Lấy cái mật rồi anh thử xuống. Hết phấn rồi, ăn hết phấn rồi. Chết rồi. Rớt mất một cái bịch. Ong bắt đầu tấn công rồi. Bây giờ bắt đầu tấn công các bạn. Nhiều tổ vậy ạ. Nhiều tổ mà bắt gần xong rồi bắt đầu ong nó mới tấn công. Rồi tiến hành đi xuống các bạn ơi. Ong tấn công mình nhỉ. Không là ở lâu được các bạn ơi.
Rồi, mình xin rất an toàn các bạn ạ. Dưới này nó bị lủng luôn này. Rớt lửa xuống lủng luôn. Cái bầy này bắt xong cắt mật xong rồi nó mới tấn công các bạn ạ. Ông có về tới đây này. Ông có về tới đây này. Đây đây. Đúng, nó về đang dậy. Ừ. Nó về nó theo anh về mà. Để tiếp để tiếp cho anh đi. Rồi, giót. Được cả nắm mối. Trời, đặt đồng lại. Ông cá mổ à? Ai, chui ra khỏi cái áo các bạn ơi. Khá là mát mẻ. Anh còn quá đi kiếm thang đây mà không có gì có nằm ngoài nó máu. Mất rập. Rồi, mình đã trong đất an toàn các bạn ơi. Mật chúng ta trong đây. Đấy đi. Lấy mật ra cho các bạn xem. Từ từ ạ. Đây nè. Đây, rồi nhấc đi. Đó, mật đây các bạn ơi. Cắm voi à. Mật chấm voi. Nhìn thấy anh, thấy anh tiêu lòng quá. Mặt chấm voi. Đâu có phấn đâu. Mà phải đoạn hết phấn rồi. Đây các bạn ơi, đây thành quả của anh em mình ở đây. Đó, đây được một tổ ong với một giặc nấm. Còn là hôm nay được cái áo em bỏ đây luôn. Xuống đây thì khá là may mắn. Vừa tìm thấy được tổ ong, vừa được giặc nấm các bạn ơi. Chung là khá là tuyệt vời. Bây giờ hái nấm xong rồi sang đụng luôn ổ ong. Rồi các bạn ơi, đây cũng là thành quả lớn của anh em mình.
trong ngày hôm nay nhá. Giờ đây mình cũng xin tạm dừng video bắt ong ở đây. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ cho Chung 92 nhá. Thôi mình xin tạm dừng, hẹn các bạn vào video tiếp theo ở Chung 92.